Nam Mô A Di Đà Phật. Con Lôi Chấn Tử, ngày hôm nay con sẽ thay trời hành đạo, cho phép con được dùng cái búa lôi để con đánh mấy thằng hỗn cha hỗn mẹ, những thằng phá gia chi tử báo ông bà già. Mẹ nói một, con cãi mười. Đặc biệt ngày lễ Vu Lan báo hiếu thì lên mạng chúc mẹ sức khỏe dồi dào. Ngày hôm nay con hạ phàm, xin phép Ngọc Hoàng Đại Đế cho con được dùng cây búa lôi này để con đánh tụi nó. Xin Ngọc Hoàng hạ chỉ kêu Long Dương làm một trận mưa lớn vào lúc nửa đêm, vì giờ đó tụi gách kinh boy hay chạy xe ngoài đường lắm. Lúc đó con sẽ thừa cơ hội đánh cái gầm. Vậy là hết kiếp báo. Xin Ngọc Hoàng Đại Đế ban chỉ. Ui, con có thấy có luồng sức mạnh trong người đó. Tạ ơn Ngọc Hoàng.